Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi, chúng tôi đã phải ở trong nhà trong thời gian dài và nó không hề dễ dàng. Chúng tôi cần làm rất nhiều thứ và cuối cùng chúng tôi đã có thể ra ngoài và thực hiện những việc đó. Những ngày cuối tháng 2, Israel đã dần mở cửa trở lại nền kinh tế của mình, bắt đầu từ những trung tâm mua sắm và các cơ sở giải trí. Chính phủ Israel thông báo rằng với gần một nửa dân số được tiêm chủng, cuộc sống cuối cùng đã có thể quay trở lại nhịp độ bình thường. Thời điểm này đúng một năm trước đây, Israel phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Và giờ đây, những con phố đang dần được dỡ bỏ quy định giãn cách nghiêm ngặt. Chính phủ sẽ đẩy mạnh các biện pháp mở cửa trở lại nền kinh tế trong tháng tới đây, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu chuẩn bị tái đắc cử. Đeo khẩu trang và việc giữ khoảng cách vẫn được duy trì. Các chương trình khiêu vũ vẫn bị cấm. Những giáo đường Do Thái, nhà thờ Hồi giáo hoặc nhà thờ được yêu cầu giảm một nửa quy mô các buổi thuyết giáo thông thường. Ở những vùng, thị trấn đã kiểm soát được dịch bệnh, học sinh tiểu học và học sinh 2 năm cuối cấp 3 được quay trở lại trường. Tuy nhiên, học sinh trung học cơ sở vẫn sẽ phải học trực tuyến tại nhà. Và đây chính là lý do khiến một số em học sinh cùng tập trung trong một sự kiện ở trung tâm mua sắm nhằm yêu cầu được quay trở lại trường. Em và bạn bè đang tổ chức một sự kiện giống như đình công vì chúng em đã phải tự học ở nhà một năm rồi, không ai để ý đến bọn em cả. Cảm tưởng như chúng em đã bị lãng quên vậy. Thật không công bằng khi các cơ sở kinh doanh được mở cửa trước trường học, các trung tâm mua sắm có đông người được mở cửa, trong khi lớp học giới hạn với chỉ từ 15 đến 20 học sinh và duy trì các biện pháp phòng ngừa lại không được. Em đã ở nhà cả năm rồi, sao mọi người có thể nghĩ đến những trung tâm thương mại trước cả việc giáo dục cho trẻ em vậy? Tất cả các cửa hàng được mở trở lại, nhưng để đến được các phòng tập gym, khách sạn hay nhà hát, người dân cần có một chiếc thẻ xanh đặc biệt. Chiếc thẻ này được cấp cho những người đã tiêm 2 liều vaccine ngừa COVID-19 khoảng một tuần trước đó, hoặc những người đã khỏi bệnh với khả năng miễn dịch tốt. Những người được cấp thẻ có thể chứng minh bằng cách trình giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine hoặc tải ứng dụng của Bộ Y tế có kết nối với những dữ liệu y tế của họ. Tôi đã tiêm phòng ngừa COVID-19. Tôi đã ký xác nhận và mọi việc diễn ra thật nhanh chóng và thoải mái. Giờ đây, mọi thứ rất thoải mái, dễ dàng. Cuộc sống thực sự đã quay trở lại. Tôi có thể mong muốn được gì hơn nữa? Theo thông tin của Bộ Y tế Israel, đất nước với khoảng 9 triệu người này đã triển khai tiêm chủng ngừa ít nhất một liều vaccine của Pfizer cho hơn 46% dân số. Với những người đã nhận được 2 mũi tiêm, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 đã được giảm đến 95,8%. Israel đã ghi nhận hơn 740.000 trường hợp và 5.500 trường hợp tử vong do COVID-19. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nhận được nhiều lời chỉ trích khi thực thi 3 lần phong tỏa toàn quốc. Chính phủ sau đó đã cam kết rằng sẽ không có lần thứ tư. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, vẫn còn quá sớm để lạc quan. Mọi nguy cơ vẫn còn hiện diện và lần phong tỏa thứ tư hoàn toàn có thể xảy ra chừng nào một nửa dân số vẫn chưa hoàn thành cả 2 mũi tiêm phòng COVID-19.